Hello mọi người, mình là Truyền Hữu và hôm nay Hữu muốn gửi đến các bạn một video clip là những cái lưu ý khi các bạn mua mixer các bạn sử dụng, đặc biệt là mixer M4 nha. Thì các bạn khi mua về, đầu tiên là các bạn phải quan tâm tới cái vấn đề là chúng ta cắm nguồn và thao tác nó phải đúng, hợp lý. Để bây giờ Hữu sẽ tắt hết cho các bạn xem. Khi các bạn cắm nguồn á, thì các bạn phải cắm điện vô hết ha. Có nghĩa là cắm dây vô trước cái đã, khoan hết bật công tắc, không được bật công tắc sẵn này. Nếu các bạn để sẵn này điện nó qua nó nạp, nó liền có thể là nó gây cháy IC bên trong cái mixer của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn cắm vào, rồi các bạn bật cái công tắc điện, rồi sau đó hạ bật cái công tắc của mixer lên nha. Các bạn không được để công tắc sẵn rồi các bạn mở lên là nó sẽ gây cháy mixer. Cái này là mình nói trước nè, các bạn phải cắm dây sẵn, bật công tắc nguồn này lên cho nó có điện, sau đó mới mở công tắc nguồn của mixer lên ha, thì nó mới chạy về điện vào từ từ. Rồi cái lưu ý thứ hai nè, cái lưu ý cái thứ hai là mọi người hay gặp một cái lỗi này. Nó không phải là cái lỗi mà nó thuộc về cái chức năng của cái mixer thôi. Thì các bạn cấp nhạc mà bằng đường Bluetooth, mà các bạn cấp bằng đường 4-5, mà các bạn để cái công tắc nè, màu vàng này nè, các bạn để cái nút màu vàng này mà các bạn vặn như thế này, mà của đường 4-5 nha, đặc biệt nha, thì cái nhạc của mình nó bị vang luôn. Tại vì cái màu vàng này là tiếng vang reverb dành cho giọng thôi. Là chúng ta cấm đường mic 1 thì chúng ta xài reverb đường 1. Còn đường nhạc các bạn lưu ý, Hữu thường Hữu sẽ chỉnh sẵn cho các bạn là vặn về phía bên trái hết luôn nha. Mọi người lưu ý cái điểm này, không được để như vậy thì nó sẽ vang nhạc luôn. Rồi. Rồi cái điểm thứ hai là mọi người lưu ý nè. Cái điểm thứ hai mọi người lưu ý là khi các bạn sử dụng cấp nhạc bằng Bluetooth thì cái nút MP3 này mọi người không được nhấn xuống nha. Mọi người nhấn xuống là nó không có nhạc nếu các bạn cấp bằng Bluetooth. Chúng ta nhấn xuống là chúng ta xài bằng cái dây này. Khi các bạn nhấn xuống ở chế độ MP3 thì chúng ta xài bằng cấp dây bằng cái play-in. Là cái dây hai đầu bông sen như thế này. Hai đầu bông sen như thế này nè. Khi các bạn cấp bằng có dây thì đây. Mọi người có thể cấp bằng TV qua hoặc là máy tính bảng gì đó. Mọi người không thích cấp Bluetooth thì chúng ta xài cái dây này. Đó, thì chúng ta mới nhấn cái MP3 này. Ha. Còn mọi người mà nhả MP3 thì nó tự động nó biết là chúng ta đang cấp nhạc bằng Bluetooth. Đó là cái điểm thứ hai. À, rồi cái điểm thứ ba các bạn lưu ý nè. Các bạn phải biết cân nha. Có nghĩa là các bạn phải biết cân nhạc với lại cái tiếng hát của mình. Thì Hữu lưu ý các bạn, khi các bạn cấp nhạc bằng Bluetooth trên điện thoại thì Hữu khuyên là các bạn phải để âm lượng nhạc trên điện thoại khoảng 50% thôi. Có nghĩa là các bạn phải để âm lượng nhạc trên điện thoại khoảng 50% thôi. Để làm gì? Chúng ta kích từ từ của cái mixer lên. Chúng ta kích từ từ để chúng ta canh của cái tiếng hát với nhạc nó vừa phải. Chúng ta canh từ từ. Nó gọi là mixer mà, để chúng ta thao tác nó chỉnh vừa phải. Còn các bạn đẩy 100% của cái điện thoại thì âm lượng lúc này nó rất là lớn, âm nhạc nó đẩy vào rất là lớn, rất là ồ trong tai nghe của các bạn. Các bạn không cân được cái nút này, các bạn đẩy lên nữa là nó sẽ rè, không hát được luôn. Nên là mọi người lưu ý là chúng ta chỉ để 50% âm lượng nhạc ở trên điện thoại thôi, ít thôi. Rồi chúng ta kích từ từ bởi cái đường 4-5 này lên, đến khi nào mà nghe cái tiếng hát chúng ta lớn hơn nhạc một xíu là được, là cách canh chỉnh. Rồi tiếp theo một cái điểm lưu ý nữa nè, khi các bạn cấp nhạc bằng dây này, bằng chế độ MP3 bấm xuống như thế này, thì cái nút play in lúc này là chúng ta chỉnh nhạc bằng cái này ha mọi người ha. Chúng ta phải chỉnh nhạc bằng cái đường play in, nhớ nha, khi cấp nhạc bằng này. Rồi chúng ta nhả lên, chúng ta nhả cái MP3 này lên thì chúng ta sẽ chỉnh âm nhạc bằng cái đường 4-5 và nút gain này màu đỏ này, nhớ nha. Và đây là chỉnh trép cho nhạc nè, giọng trung nè, dãy giữa nè và dãy low cho nhạc. Thì các bạn muốn thích thì chỉnh, nếu muốn thích nhạc dày hơn, bass dày hơn thì vặn low lên. Rồi cái AOC màu xanh này chúng ta không dùng, chúng ta giảm. Và cả đường tiếng, đường mic cũng vậy ha, chúng ta không xài cái đường AOS này. Rồi cái band này là chúng ta phải để giữa nha. Band này là chúng ta để giữa, nó là cân bằng đó. Chúng ta, mọi người vặn qua trái phải là nó bị mất một bên lỗ tai. Đó là cái lưu ý. Rồi tiếp theo một cái lưu ý nữa là các bạn không được chỉnh lung tung ở cái bàn mixer ở trên cái đường này. Nếu các bạn rành thì các bạn chỉnh, còn các bạn chỉnh sai thì các bạn phải về ngay chỗ không decibel giùm Hữu, là chúng ta để phẳng dễ chỉnh. Rồi một cái lưu ý nữa nè, một cái lưu ý đặc biệt nữa nè, trên cái mixer này có nhiều cái lưu ý lắm. Rồi các bạn kiểm soát đường out khi mà mọi người live stream nha. Khi mọi người live stream thì đối với mixer là đường ra nó rất là lớn, thì thường Hữu khuyến khích các bạn để trong khoảng 20-10 thôi. À, để 20-10 trong cái khoảng này khoảng an toàn. Các bạn đẩy lên khoảng U hoặc là 5 này có thể gây lớn.
quá lớn đường ra, thì chúng ta đây là cái đường kiểm soát đường ra để chúng ta live stream. Mọi người nhớ lưu ý hai cái màu đỏ này, Hữu nghĩ để hợp lý nhất là mọi người để ngay khoảng số 10 này thôi. Đó. Và đặc biệt một điểm lưu ý cuối cùng là các bạn không được bấm bất cứ một cái nút nào BLF này. Khi chúng ta bấm là cái đèn này nó sáng, thì lúc này mic nó sẽ tệt luôn, nó không có tín hiệu nha, mọi người không nghe được mic nha. Bấm bất cứ cái nút nào thì các bạn nhớ phải nhả lên hết. Ai mà bấm xuống thì nhớ phải nhả lên trên hết nha. Mọi người phải kiểm tra nha. Cái nút này không được sáng màu vàng, và đặc biệt không được bấm vào cái nút này luôn. Bấm vào đây thì chúng ta sẽ nghe cái giọng chúng ta như bị hát karaoke vậy đó, nó không bị rõ lời. Nhớ, đây là lưu ý, không được bấm bốn cái đường này, phải nhả lên hết. Và cái đường BLF này cũng không nhả luôn. Đây là những cái đường để test mic thôi. Đó. Và còn điểm gì nữa không ta? Và cuối cùng Hữu sẽ hướng dẫn cho các bạn là kết nối Bluetooth của cái mixer M4 này như nào. Chúng ta bấm vào chữ mod, kết nối Bluetooth nha. Bấm vào mod, chúng ta bấm cái nút thứ 1, 2, 3, nút thứ 3 từ trên đếm xuống, bấm qua là cái chữ Bluetooth nó sáng lên, thấy không? Rồi cuối cùng chúng ta sẽ bấm ở nút thứ 4 cuối cùng, thì lúc này là hiện biểu tượng Bluetooth lên, thì chúng ta sẽ bắt vào. Đó, mọi người nhớ Hữu làm lại một lần nữa nè. Chúng ta vào phần chữ mod đầu tiên, nút đầu tiên, rồi bấm vào chữ mod, sau đó chúng ta bấm nút thứ 3 từ trên đếm xuống, 1, 2, 3, nút ngang nè, bấm nút này. Rồi, và cuối cùng chúng ta bấm nút dưới thì nó sẽ hiện Bluetooth để các bạn bắt. Rồi, đó là những cái lưu ý mà Hữu muốn nhắc cho các bạn nha. Rồi, rồi một cái nữa là sẵn nói luôn, ai mà muốn kết nối ra lo ngoài á, ra lo ngoài hay là lo kẹo kéo, thì chúng ta sử dụng hai đầu bông sen chúng ta cắm ở trên này. Đó. Đó. Và cái kia là cũng hai đầu bông sen, thì chúng ta gắn vào đường in của âm ly hoặc là lo kéo mọi người nha. Cái đó là khuyên mọi người hát karaoke lo ngoài khi mà xài mic không dây, mic có dây. Còn hát live stream thì chúng ta xài bằng tai nghe. Mọi người nhớ lưu ý những cái điểm này. Ok, chúc các bạn vui khi sử dụng sản phẩm mixer M4. Những cái lưu ý Hữu vừa nhắc cho các bạn, mọi người nhớ lưu ý nha. Cảm ơn mọi người.